Gao đỏ và gao xanh đã chính thức đến Việt Nam rồi các bạn ạ. Ôi giời ơi, hồi hộp lắm các bạn ạ. Cầm băng rôn này, cầm ảnh của hai anh mà tay run, tim đập thình thịch lên ý. Lần đầu được gặp idol bằng da bằng thịt mà. Sau gần 2 tiếng chờ đợi, cuối cùng hai anh cũng đã xuất hiện trước sự hân hoan của fan hâm mộ chúng mình. Dù chuyến bay khá là muộn này nhưng mà các anh vẫn cố gắng giao lưu chụp hình này cho các fan chữ ký này. Không khí lúc ấy vui vẻ và tình cảm biết bao. Gao đỏ Nobuo Kaneko, anh ấy thật ngầu và lãng tử. Và gao xanh Takeru Shibaki luôn tươi cười và sôi động y như nhân vật Gao Blue của anh ấy vậy. Nhìn chung cả hai anh vẫn trẻ như hồi còn đóng phim ấy. Sau đó chúng tôi quay quần lại với nhau này để chụp cùng nhau những cái tấm ảnh kỷ niệm trước khi các anh về khách sạn nghỉ ngơi. Ngay sau đó trên trang Twitter, Gao đỏ Nobuo Kaneko thích thú chia sẻ rằng mặc dù bộ phim đã được thực hiện cách đây 20 năm nhưng chúng tôi vẫn được chào đón ở sân bay. Lý do cho điều này là bởi Gao đỏ và Gao xanh được biết đến trong series chiến đội bách thú Gao Ranger hay năm anh em siêu nhân Gao, từng là cơn sốt và là tuổi thơ của thế hệ 9X2000 ở Việt Nam. Vì vậy nhu cầu gặp gỡ thần tượng của họ là rất lớn và thực sự hai diễn viên này rất ngạc nhiên và thích thú vì điều này. Trong ngày 15 và 16 tháng 10 này, Việt Nam Toy Show sẽ tổ chức buổi giao lưu và gặp gỡ với diễn viên Gao đỏ và Gao xanh. Các bạn nghĩ gì về sự kiện này? Cảm nghĩ của các bạn về hai diễn viên này là gì? Hãy cho mình biết tại phần comment nhé.